Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 16 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xót thương hiệp sĩ săn bắt cướp Biên Hòa qua đời do truy bắt tội phạm. Bé gái 5 tuổi tử vong vì học theo trò treo cổ trên YouTube. Miền Trung sẽ mưa rất lớn 5 ngày liên tiếp, cảnh báo thiên tai cực đoan. Con cò mổ hỏng mắt bé trai. 400 doanh nghiệp Trung Quốc đang hoạt động trái phép tại Trường Sa và Hoàng Sa. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, xót thương hiệp sĩ chuyên bắt cướp ở Biên Hòa trong lúc truy đuổi trộm đã bị đối tượng này đạp ngã xuống đường, dẫn đến chấn thương đầu, chết não và qua đời hôm qua. Thông tin này đã khiến cư dân mạng vô cùng xót xa, nhất là khi người vợ của anh đang mang song thai được 3 tháng. Theo đó, đêm 14 tháng 10, trong lúc cùng đồng đội truy bắt trộm, anh Quang, 27 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, và Cường, 35 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp đã gặp nạn. Anh Cường bị thương nhẹ, còn anh Quang không may chấn thương đầu và đã qua đời. Thông tin ban đầu cho biết, tối đó, câu lạc bộ săn bắt cướp Biên Hòa được một người dân báo mất trộm chiếc xe máy ở phòng trọ và nhờ hỗ trợ. Do xe có gắn định vị, các thành viên biết được chiếc xe đang di chuyển về hướng Bình Dương nên nhanh chóng đuổi theo. Khi đến đường Mỹ Phước, Tân Vạn, thuộc thành phố Thuận An, Bình Dương, do trời mưa, đường xấu, anh Cường bị ngã xe sau khi băng bó vết thương đã được xuất viện. Trong khi đó, anh Quang cùng các thành viên khác tiếp tục truy đuổi đến đoạn đường gần cầu Phú Long, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Anh Quang áp sát để ép nghi can dừng xe thì bất ngờ bị người này đạp khiến người và xe ngã xuống đường. Anh Quang được đưa vào bệnh viện gần đó cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh chấn thương đầu, chết não. Chiều qua, gia đình quyết định đưa anh về và anh đã qua đời tại nhà. Nghi can trộm xe, sau khi đạp xe anh Quang thì xe cũng bị mất lái và lao xuống kênh ven đường. Nghi can bước xe bỏ chạy nhưng bị các thành viên còn lại bắt giữ, giao cho công an địa phương xử lý. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên Lan Văn Lăng, 29 tuổi, ngụ Nghệ An. Thông tin anh Quang gặp nạn đã khiến nhiều người thương cảm. Mọi người cùng vào chia buồn và bày tỏ thương xót. Một bé gái 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh vừa tử vong vì học theo trò treo cổ trên YouTube. Gia đình cho biết cháu bé đã từng treo cổ hụt một lần. Mới đây, thông tin một bé gái tên Đê, 5 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong vì học theo trò treo cổ trên YouTube đã khiến dư luận sửng sốt, bàng hoàng, đặc biệt là với những gia đình có con nhỏ. Theo lời chia sẻ của dì ruột của cháu, thì sự việc xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 10 vừa qua. Sau ít phút không để ý, cả nhà tá hỏa phát hiện cháu bất tỉnh trong tư thế treo cổ, dùng khăn voan buộc vào thành giường tầng. Mặc dù gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu, nhưng Đê không qua khỏi, tử vong lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày. Theo đó, dì của cháu cho biết, Đê là cô bé rất ngoan ngoãn, thông minh và lễ phép. Trước khi xảy ra sự việc, cháu cũng không có biểu hiện tâm lý gì bất thường. Bình thường, Đê cùng hai cháu nhỏ trong nhà hay xem YouTube trên TV, các cháu thường hay bật và xem cùng nhau. Tuy nhiên, có một vấn đề là cháu Đê đã vài lần chơi trò treo cổ. Mọi người trong nhà có nhìn thấy và quát cháu, lần gần nhất là cách đây nửa tháng. Dì của cháu cho rằng, việc cháu nhiều lần chơi trò treo cổ có khả năng lớn là do học theo trên YouTube. Thực tế đã có không ít trường hợp các cháu bé gặp nguy hiểm do học theo những hành động trên YouTube. Tháng 11 năm 2019, một cháu bé 7 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh đã bị hôn mê vì làm trò thắt cổ nhưng vẫn thở được như trên YouTube. Cháu bé này đã dùng khăn quàng buộc lên dây phơi đồ rồi treo cổ. Lúc gia đình phát hiện thì hai chân cháu cách mặt đất 20cm, mặt, môi tím, đi tiểu không tự chủ và hôn mê. Khi tỉnh dậy, bé hồn nhiên trả lời rằng cháu hay xem những trò ảo thuật trên YouTube, trong đó có trò hướng dẫn cách thắt cổ nhưng vẫn thở được, vẫn sống được nên cháu làm theo. Thực tế có nhiều gia đình cho con xem YouTube nhưng không để ý con mình xem gì. Chính vì vậy, bố mẹ hãy một lần nghiêm túc xem lại những chương trình mà con cái vẫn thường xem, chọn lọc những chương trình phù hợp, đồng thời phân bổ thời lượng hợp lý. Thưa quý vị, miền Trung mưa lớn 5 ngày liên tiếp. Các chuyên gia lo ngại tình trạng mưa lớn những ngày tới sẽ gây ra các loại hình thiên tai cực đoan ở miền Trung. Cơ quan khí tượng loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Dự báo từ ngày 16 đến 21 tháng 10, các tỉnh Trung Bộ có mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt trên diện rộng. 4 giờ sáng ngày 16 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300 km về phía đông nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng, Khánh Hòa khoảng 510 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 25 đến 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Chiều ngày 17 tháng 10, trung tâm vùng áp thấp nằm ngay trên khu vực Nam Lào. Như vậy, cơ quan khí tượng đã loại trừ khả năng áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão. Kể từ khi tiến vào Biển Đông đến khi đổ bộ đất liền, hình thái này chỉ tồn tại trong 48 giờ. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong 10 ngày tới có hai dạng hình thái nguy hiểm ảnh hưởng đến nước ta. Thứ nhất, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, dù không thể mạnh thành bão, hình thái này vẫn gây gió giật mạnh cấp 6-7 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông.
Thứ hai, không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ và nhiễu động gió đông trên cao. Đồng thời, gió mùa Tây Nam cũng đang hoạt động mạnh. Đây là tổ hợp các hình thái thiên tai điển hình gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung. Theo đó, cảnh báo từ ngày 16 tháng 10 đến 21 tháng 10, mưa lớn cục bộ xảy ra tại nhiều tỉnh miền Trung, có ảnh hưởng đến Tây Nguyên và Nam Bộ. Chuyên gia lo ngại tình trạng mưa lớn những ngày tới gây ra các loại hình thiên tai cực đoan ở miền Trung. Các hồ đã tích thêm nước, đất đã bão hòa nên nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn. Miền Trung có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng kèm theo tình trạng ngập úng diện rộng. Đặc biệt, dự đoán từ nay đến hết năm 2020, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4 đến 6 áp thấp nhiệt đới hoặc bão. Trong đó có 2 đến 4 cơn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Vì vậy, mưa, lũ còn diễn biến phức tạp, đặc biệt từ nay đến tháng 11. Người anh đi bẫy cò về nhờ em trai 7 tuổi giữ, nhưng không may con cò đã mổ vào mắt người em. Đến khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì mắt người em đã hỏng. Chiều ngày 15 tháng 10, bé trai 7 tuổi được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong tình trạng mắt trái sưng nề, chảy mủ, nhiễm trùng nặng. Bé bị cò mổ 4 ngày trước, các bác sĩ cho biết bé bị cò mổ thủng nhãn cầu, không được điều trị kịp thời khiến mắt bị nhiễm trùng nặng, có nguy cơ phải bỏ. Theo đó, cò rất hay mổ mắt người vì sự chuyển động của mắt làm chúng nghĩ đó là thức ăn. Nếu bị cò mổ, mắt sẽ bị tổn thương, dù được khâu thì vẫn để lại sẹo và giảm thị lực. Trường hợp nặng có thể gây vỡ nhãn cầu, đột thủy tinh thể, tổn thương mạch máu thần kinh mắt, dẫn đến mù lòa. Nếu nhập viện muộn, mắt nhiễm trùng, mủ lan rộng trong nội nhãn, buộc phải bỏ mắt. Để tránh tai nạn cò mổ vào mắt, tốt nhất là không tiếp xúc gần với con vật. Những người đi săn cò cần đeo kính bảo hộ. Nếu bị cò mổ cần nhanh chóng nhập viện để bác sĩ khâu vết thủng và làm xét nghiệm xác định vi khuẩn bị nhiễm, điều trị kháng sinh để cứu vãn thị lực. Thưa quý vị, Việt Nam phản đối cái gọi là thành phố Tam Sa mà Trung Quốc áp đặt tại Biển Đông liên quan tới thông tin hiện đang có khoảng 400 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại đây. Hồi tháng 9 qua, sáng kiến minh bạch hàng hải thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Mỹ đã đăng bài viết về các hoạt động của Trung Quốc ở cái gọi là Tây Sa. Đây chính là quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Trong đó cho thấy, từ năm 2012, nơi đây đã có hơn 400 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động trái phép. Việt Nam đã nhiều lần mạnh mẽ khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là phố Tam Sa và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Tam Sa là khái niệm được Trung Quốc đưa ra từ ngày 24 tháng 7 năm 2012, đề cập tới một thành phố ở Biển Đông gồm Tây Sa, Nam Sa và Trung Sa, được Trung Quốc coi như trực thuộc tỉnh Hải Nam của nước này và đặt chính quyền ở đảo Phú Long, thuộc Hoàng Sa của Việt Nam. Trên thực tế, đây là cách Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vì thành phố Tam Sa này chính là những khu vực Trung Quốc chiếm đóng và tuyên bố trái phép. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!